Hệ thống cảm biến bên trong ngăn đông mềm Prime Fresh của tủ lạnh Panasonic thế hệ mới đảm bảo nhiệt độ lưu trữ ổn định luôn xấp xỉ âm 3 độ C. Mức nhiệt độ này bảo quản thực phẩm dưới chế độ đông lạnh từng phần, giúp ngăn ngừa oxy hóa và giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon. Vì thực phẩm tươi và dễ dàng cắt lát, bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn ngon tuyệt cho cả gia đình. Thiết kế ngăn kéo mở rộng hoàn toàn, dễ dàng sử dụng. Ngăn mát được mở rộng hoàn toàn 100% về phía trước tủ, giúp dễ dàng quan sát, sử dụng và cất trữ thực phẩm. Panasonic đã ứng dụng công nghệ cải tiến thanh trượt của ngăn kéo, sử dụng những viên bi đặc biệt giúp tăng cường khả năng chịu lực. Kể cả khi ngăn kéo đầy ắp, ngăn rau và ngăn đông lạnh vẫn dễ dàng đẩy vào và kéo ra chỉ bằng một tay. Tủ lạnh thế hệ mới được trang bị 5 loại cảm biến tiên tiến khác nhau. Cảm biến lưu trữ có thể đo được mức ánh sáng bị cản bởi thức ăn lưu trữ trong tủ để xác định lượng thực phẩm hiện có, giúp cho việc sử dụng điện hiệu quả. Tủ lạnh rất phù hợp với phong cách sống hiện đại với khả năng tiết kiệm năng lượng một cách tự động. Cánh cửa tủ lạnh long lanh như đá nham thạch sáng bóng, đẹp một cách hài hòa trong không gian thiết kế tổng thể của bạn. Thực phẩm tươi ngon, thiết kế đẹp mắt, tận hưởng những món ăn ngon hàng ngày.